đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98 Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này nhưng mà gần đây đó cái sự kiện liên quan tới the Luna và đồng UST đó cũng khiến cho nhiều người lo lắng về những cái đồng ổn định trên thị trường và có một đồng ổn định mà nhiều người rất là lo lắng đó chính là cái đồng ổn định lớn nhất bây giờ đó chính là đồng Tether USDT. Hôm nay đấy chúng ta nhận được một cái thông tin liên quan đến là công ty Tether đã đưa ra cái báo cáo kiểm toán quý 1 của năm 2022. Nhưng mà nào mà không rành thì tại sao chúng ta lại có bản báo cáo này đến từ Tether? Không phải là tại vì gần đây mọi người lo sợ cho nên họ đưa ra đâu. Tại vì đó công ty tether này là một công ty mà nhiều người đặt câu hỏi đã nhiều năm rồi có phải là tether thực sự có cái số lượng tiền cần thiết để mà đảm bảo một đô la cho đồng usdt trên thị trường hay là không những cái câu hỏi này đã có từ năm 2017 rồi và trong vòng 5 năm, năm qua đó công ty tether đã bị điều tra rất nhiều lần và cái lần lớn nhất đó là cách đây các bạn đã nhớ là hơn một năm đó chính là điều tra bởi tiểu bang new york thì tổng chương lý uh, thường nhớ lúc đó là là thưa james đã điều tra công ty tether Điều tra rất lâu luôn nhưng mà cuối cùng cũng không có đưa ra kết luận gì. Thì hai bên thỏa thuận Tether đóng phạt một phần rồi sau đó đó trong cái thỏa thuận đó nói là mỗi một quý đó thì công ty Tether phải nạp giấy tờ để mà chứng minh là họ có số lượng tiền đảm bảo đồng USDT và giấy tờ này phải đến từ công ty kiểm toán và hàng quý đó chúng ta sẽ có thông tin này đến từ Tether và lần này đó là thông tin kiểm toán của quý 1. Và các bạn thì được là công ty kiểm toán này đó là công ty MHA Cayman là công ty được mướn bởi công ty Tether để mà kiểm chứng cái số tiền. Công ty MHA Cayman này đó là một công ty kiểm toán mà thường cũng ít nghe nói tới. Thực ra mà nói là công ty nào công ty đó không có nằm trong nước Hoa Kỳ mà đây là một công ty nằm ở cái vùng đảo gọi là Cayman Islands. Thì đây là cái nơi của công ty đó và Cayman Islands khi mà thường zoom ra các bạn sẽ thấy được đây À, là một cái đảo đó nằm giữa uh, Nicaragua, Honduras và Cuba nó nằm ngay giữa này. đương nhiên đây đó chính là Nam Mỹ cái bài thực bên trên này đó là Mexico trên đây nữa đó là nước Hoa Kỳ. thì đây là dùng đảo nằm giữa Cuba và Honduras. thì đây là một cái công ty kiểm toán nó thường cũng không biết là có lớn hay là như thế nào, độ tin tưởng ra sao nhưng mà gần đây đó thì đây là công ty hỗ trợ Tether kiểm toán và tài liệu kiểm toán này đã, đã giao nộp nhiều lần cho những cái nơi như là tiểu bang New York cho tới bây giờ cũng chưa có ai à, có thấy vấn đề gì trong cái việc kiểm toán này các bạn cũng đã biết là thường thì trước đây làm việc cho KPMG là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu thì thường cũng ít nghe nói tới công ty MHA Cayman này nhưng mà ít ra đó thì tài liệu kiểm toán này cũng cho thấy à, là một điều mà nhiều người cũng nhẹ nhõm hơn đó chính là trước hết á, thì họ nói là công ty Tether dựa theo kiểm toán đó thì có tổng cộng là 82,4 tỷ đô la tài sản và chúng ta được là trong cái số 82,4 tỷ đô la tài sản này đó thì cái số lượng đồng tether trên thị trường đó lúc mà kiểm toán là 82,1 tỷ đô la có nghĩa là cái sự khác biệt giữa tài sản à, đang có và cái số lượng token đó là khác nhau khoảng chừng là hơn 200 triệu đô la và chúng ta tiếp tục đi xuống đó thì cái số lượng tài sản 82 tỷ này dùng để đảm bảo cái số lượng Tether đó là họ đang lưu trữ trong những tài sản gì thì có thể là nhiều bạn đang nghĩ là họ có thể đem đầu tư hay là cái gì đó nhưng mà thật ra phần lớn nó họ lưu trữ đó dựa theo cái bản báo cáo này cũng khá là an toàn. Chúng ta sẽ tới cái trang báo cáo chi tiết thì các bạn thấy được đây là cái trang báo cáo chi tiết. Bên trên này đó chúng ta thấy được là họ đã liệt kê ra tổng cộng đó là 82 tỷ này đó là như thế nào? thì các bạn thấy được là phần lớn 39 tỷ, có nghĩa là gần như phân nửa cái số lượng tiền được lưu trữ bằng công trái phiếu của Hoa Kỳ. Đương nhiên đây là một loại trái phiếu như là giấy nợ đó mà rất là an toàn, tại vì các bạn thấy là mua công trái phiếu Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ đâu có bây giờ dỡ nợ đâu. Cho nên đây xem như là một cái loại trái phiếu rất là an toàn. Phần nửa số tiền này đó nhiều người cho là rất an toàn luôn. Cái đó nữa đó, một phần lớn nữa là họ để vào trong những cái gọi là commercial paper hay là CD thì nhiều bạn nó sẽ gọi đơn giản giống như là một cái thương phiếu gì đó đây là một cái giấy chứng nhận gửi ngắn hạn hay là cho vay ngắn hạn thường nó là trong vòng vài tháng mà thôi khi mà họ nói tới 20 tỷ này đó thì bên dưới này họ để là 20 tỷ này là họ mua những cái thương phiếu đó ngắn hạn và được chấm điểm rất là tốt có nghĩa là trong hạng A thôi thường nó chấm điểm là A, B, C thường nó hạng A thì là những cái giấy nợ có cái tiêu chuẩn tốt nhất, khả năng trả nợ cao nhất. Cho nên nó lãi suất nó sẽ không có nhiều. Thì các bạn thấy được là phần lớn đó, các bạn thấy là họ để 20 tỷ này là từ hạng A1 cộng A1, A1, A2 và A3 toàn là hạng A. Thì nhiều người cho đây đó là một cái dấu hiệu tốt là ít ra 20 tỷ này đó thì cũng được nắm giữ bởi những cái thương phiếu có cái điểm rất là tốt. Và thậm chí đó các bạn thấy là một trong những điều nổi bật đó là lần này Trước đây đó họ có tới 24,2 tỷ đô la nằm trong những cái thương phiếu này, bây giờ chỉ còn có 20 tỷ mà thôi. Có nghĩa là họ cũng đang trong cái con đường là từ từ hoán đổi những cái thương phiếu này đã trở thành những cái loại tài sản này an toàn hơn. Đó là cái phần 20 tỷ này. Còn lại chúng ta thấy được đó là khoảng chừng 4,1 tỷ thì họ lưu trữ là tiền mặt. Coi như đây là tiền mặt rồi cash và bank deposit nghĩa là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chúng ta thấy được là một phần nhỏ hơn nữa đó là money market fund là 6,7 tỷ đô la này nó lớn hơn cái số lượng tiền mặt nhưng mà cái phần 6,7 tỷ đô la này đó là họ lưu trữ gọi là money market funds đây cũng là một cái quỹ rất là an toàn các bạn thấy là trong thị trường crypto này đó chúng ta đầu tư xong rồi các bạn bán thì các bạn không muốn lấy tiền ra đây thì các bạn giữ ở trong những đồng ổn định như cái stable coin thì nếu như bài nào mà tham gia thị trường chứng khoán hoa kỳ cũng đã biết đó khi mà các bạn bán chứng khoán mà các bạn không muốn rút tiền ngân hàng thì các bạn có thể lưu trữ ở trong một cái gọi là money market thì nó cũng tương đương như là một cây quỹ ổn định giữ giá là một đô la cho nên cũng rất là an toàn là 6,7 tỷ đô la phần còn lại đó nhỏ hơn nữa là các bạn thấy được là repurchase uh, agreement thì đây là một cái giấy nợ rất là ngắn hạn nhưng mà phần này cũng nhỏ thôi 105 triệu Còn lại là 286 triệu đó, Thì họ lưu trữ trái phiếu của những công ty Cũng là một phần nhỏ Nói chung đó là phần lớn Gần như là phần nửa đó là công trái phiếu Hoa Kỳ Còn lại đó là một phần tư Là lưu trữ trong những cái thương phiếu Nó có cái độ an toàn cao và thời gian ngắn hạn Phần còn lại là tiền mặt Và tương đương với là tiền mặt còn bên dưới này đó là các bạn thấy được là họ cũng cho mượn cho vay tổng cộng là 3,1 tỷ đô la là họ cho mượn có thế chấp. Phần còn lại nữa đó là các bạn thấy được là họ cũng dùng một số lượng tiền để mà đầu tư vào những cái như là quỹ đầu tư hay là những cái kim loại là 3,7 tỷ. Phần cuối cùng đó 4,9 tỷ này là họ đầu tư vào những cái loại token khác giống như, như là Bitcoin, Ethereum vân vân. Thì chúng ta thấy được là đây là tổng cộng tất cả tài sản của công ty Tether hiện tại. Có rất bạn hỏi thuận là những công ty như là Tether thì họ lấy tiền đâu để mà sống Thì khi mà các bạn giao dịch ở trên sàn các bạn đâu có trả phí đâu Một đô la thì bạn mua một đồng USDT mà thôi Nhưng mà khi mà sàn đó muốn trả cái token này lại cho Tether để mà lấy tiền mặt nên họ sẽ tính một cái phần phí nhưng mà cái phần phí đó cũng có thể là nhỏ mà thôi Thực ra cái số lượng tiền thì họ dùng để mà mua thương phiếu hay là công trái phiếu để mà lấy lại Tuy là cái phần lãi nhỏ nhưng mà các bạn thấy được là cái con số rất là lớn 82 tỷ thì các bạn nghĩ đi một năm họ lời vài phần trăm thì cũng là con số lớn rồi và trong khi họ đâu có sợ lạm phát đâu tại vì các bạn được là khi mà đổi tiền về thì một đồng USDT họ trả một đô la chứ họ đâu có trả tính thêm phần trăm lạm phát trong đó cho nên đây cũng là một cách kiếm tiền các bạn có thể được kiếm tiền rất là khủng luôn 82 tỷ đô la mà một năm các bạn có nghĩ đi họ lời 2-3 phần trăm mà thôi là bao nhiêu tiền rồi và đối nhiều người đó khi mà nhìn kết cấu này của Tether cách mà họ lưu trữ tiền thì nhiều người cũng không có nhiều câu hỏi đâu. Đây cũng là một cách lưu trữ mà đối với nhiều người cũng khá là an toàn. Nó không có an toàn như là người ta lưu trữ cái số lượng tiền cho đồng USDC của Hoa Kỳ thì lúc đó phần lớn đó là tiền mặt. Cái này ra thì các bạn thấy nó cũng không không hợp giữa những cái nợ ngắn hạn và những cái công trái phiếu với lại một số những cái nợ thế chấp thì cái sự nguy hiểm nó vẫn có. Các bạn được là cái phần mà có nhiều sự nguy hiểm là bên dưới này, khoảng chừng là 10 tỷ đô la lại cũng có cái sự nguy hiểm. Bên trên này đó thì các bạn thấy cái con số là khoảng chừng không tới nửa tỷ cũng có cái sự nguy hiểm thì vẫn có đó. Nhưng mà nhiều người cho là cái sự nguy hiểm đó thì nó chỉ là khoảng mười mấy phần trăm mà thôi. Có nghĩa là phần lớn đó Tether có thể nghĩ là 85% hay gì đó là coi như là cũng tương đối là an toàn khi mà họ lưu trữ những cái giấy nợ an toàn như thế này. Nhưng mà cái điều mà nhiều người hỏi tới nhiều hơn đó là cái độ tin cậy của công ty MSJ Cayman này. Không biết là cái độ tin cậy nó có cao hay là không mà thôi. Nếu như mà đó là sự thật đó thì ít ra tình hình của Tether cũng không có tệ như là nhiều người nghĩ. Cái số lương tiền họ lưu trữ đó cũng khá là nhiều trong cái tài sản và tài sản phần lớn đó cũng xem như là những loại tài sản an toàn hơn là khi họ đem số tiền này đi đầu tư. Cái số lượng đầu tư đó chỉ là khoảng chừng 5 tỷ đô la mà thôi. Dựa theo cái tài liệu này. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Và gần đây đó các bạn thấy được là cái sự lo ngại đối với Tether dẫn đến rất nhiều người rút tiền ra khỏi Tether dẫn đến là các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của Tether đó gần đây ngày 10 tới tháng 5 đó là 83 tỷ cho tới ngày hôm nay đó chỉ còn có 74 tỷ mà thôi có nghĩa là khoảng 9 tỷ đô la đã rút ra và ngay cả công ty thời cũng nói là 9 tỷ đô la người ta tới để mà rút tiền ra thì họ vẫn trả ngay lập tức không có gì gọi là chậm chạp hả có nghĩa là họ có thật sự là lưu trữ tất cả tài sản như là 82 tỷ này hay là không và dễ dàng bán được con số này không chúng ta không biết và độ chính xác cũng không biết nhưng mà ít ra cái mà chúng ta biết đó là trong vòng chỉ có một tuần qua tổng cộng có 9 tỷ đô la rút ra khỏi Tether và họ đã xử lý thì ít ra họ cũng có sẵn 9 tỷ đô la tiền mặt để mà trả cho đến ngày hôm nay đó là tài liệu liên quan đến Tether mà nhiều bạn cũng hỏi thường thường cũng vẫn cho đây là một cái tài liệu tốt đối với thị trường nhưng mà bản thân thường các bạn có đã biết là không có lưu trữ USDT thường lưu trữ stablecoin phần lớn đó là USDC nghĩa là đồng của công ty Circle chứ không phải là công ty Tether ngoài chuyện này ra cũng có một số những tài liệu khác cũng cho chúng ta thấy được là cái sự phát triển và tin tốt thị trường này vẫn còn. Như là chúng ta nói tới cái uh, cuộc phỏng vấn gần đây trên đài CNBC với lại uh, chủ tịch của CFTC như là ban quản lý hợp đồng tương lai về hàng hóa ở Hoa Kỳ. chúng ta cũng biết đó là ở Hoa Kỳ có hai ban quản lý lớn một đó là SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ là chuyên quản lý về chứng khoán còn lại đó là CFTC như là ban quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai có nghĩa là quản lý những cái hợp đồng như là dầu, hợp đồng của vàng, hợp đồng tương lai của những cái loại tài sản vân vân. Chủ tịch của CFTC trong một vấn này đã nói rõ đó là đối với lại CFTC thì Bitcoin và Ethereum đó là hàng hóa không phải là một cái chứng khoán cho nên cái việc mà quản lý thị trường này đó là quản lý đâu là phải do CFTC quản lý chứ không phải là do SEC. Những cái token nào mà được cho là chứng khoán đó thì SEC sẽ quản lý những token còn lại là CFTC sẽ quản lý và đương nhiên các bạn thấy được là Chủ tịch của CFTC đó Có nghĩa là Roston Bentham Đây là một cái người mà có thiện cảm nhiều hơn Đối với chủ tịch của SEC là Gary Gensler cho nên chúng ta Thực sự là muốn CFTC quản lý thị trường này Các bạn thấy được là CFTC Là nơi đơn vị mà đã cho Thông qua hợp đồng tương lai Của Bitcoin từ những năm như là 2017 tới bây giờ rồi Kế tiếp chúng ta cũng có một cái ngân hàng lớn Ở Thụy Sĩ đó, đó chính là Julius Baer Julius Baer là một cái ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ đó và ngân hàng này dựa theo Wikipedia một ngân hàng mà quản lý tổng cộng là 486 tỷ đồng Swiss franc có nghĩa là khoảng chừng nửa nghìn tỷ đồng đô la thì đây là một cái ngân hàng tư nhân cũng quản lý cái quy mô lớn thì chúng ta có thể thấy đó là thông tin là ngân hàng này là một ngân hàng họ đã bắt đầu là đưa ra dịch vụ mua bán crypto cho những người khách hàng mà có tài sản cao trong ngân hàng của họ và bây giờ đó phần lớn là họ đưa ra những sản phẩm liên quan tới bitcoin hiện bây giờ và một số những đồng khác nhưng mà không nói rõ những đồng khác là những đồng nào phần lớn thì nghĩ là bitcoin mà thôi thì đây cũng là dấu hiệu cho các bạn thấy được là cho dù các bạn đang lo sợ nhưng mà có rất nhiều những người mà họ có tiền bây giờ đó thì họ không có dấu hiệu lo sợ bởi thường có thêm một tài liệu nên thường chia sẻ với các bạn là gần đây chúng ta cũng thấy dấu hiệu là có sự xuất hiện của nhiều cá voi ở trong thị trường có cá voi bán nhưng ngược lại cũng có nhiều cá voi thu mua Kế tiếp đó thì theo thường biết hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái cuộc đến thăm El Salvador từ những cái ngân hàng trung ương của 44 quốc gia. Các bạn đã nhớ là như Berkeley mời tổng cộng là 44 quốc gia tới El Salvador để mà nói về cái sự chấp nhận của BTC. Thì bạn được là hôm nay là thường biết là ngày cuối cùng theo thường hiểu là như vậy. Thì họ đã tìm hiểu trong vòng 3 ngày liên tục về cái sự chấp nhận Bitcoin thử như thế nào đối với nền kinh tế của họ. Cho dù là trong 44 quốc gia này đó một phần 10 thôi có nghĩa là chỉ có 4 năm quốc gia ủng hộ Bitcoin thôi Đây cũng là một tiến trình rất tốt rồi Và chúng ta cũng nghe thông tin từ Robinhood á, Thì Robinhood nói là họ sẽ đưa ra một cái sản phẩm là một cái địa chỉ ví điện tử Địa chỉ ví điện tử này không liên quan gì đến sàn Robinhood Nhưng mà đây là một địa chỉ ví điện tử mà người ta có thể tự lưu trữ khóa cá nhân Và đương nhiên đây là cũng là một cái bước tiến tới đi sâu hơn vào trong thị trường crypto này Với công ty Robinhood và chúng ta có nói biết là công ty Robinhood vừa được đầu tư bởi Sam Bankman Free Thường nhớ là Sam Bankman Free mua lại 7% của công ty Robinhood Và chúng ta thấy được đó là thông tin là sàn FTX US đã bắt đầu đưa ra sản phẩm Đó chính là cho giao dịch chứng khoán trực tiếp ở trên sàn FTX US Nó khác với sàn FTX các bạn sử dụng hiện bây giờ Tại vì FTX US là cái sàn riêng cho người dân Hoa Kỳ và đã bắt đầu thử nghiệm với là một số những cái chương mục ở Hoa Kỳ rồi và điều đặc biệt đó là cho mua bán chứng khoán trực tiếp ở trên cái sàn FTX US này cho người Hoa Kỳ và thứ nhì nữa đó là cho sử dụng ngoại trừ tiền mặt ra có thể sử dụng đồng ổn định USDC để có thể mua bán chứng khoán. một điều rất là thú vị, các bạn thấy được là cả hai thị trường ngày lại càng hòa hợp lẫn nhau. Chúng ta nói tới Robinhood là chuyên về mua bán chứng khoán trước đây, bây giờ đã đi sâu vào crypto. Và ngược lại chúng ta cũng có sàn crypto như là FTX US thì lại đi sâu hơn vào chứng khoán Hai bên đã từ từ hòa hợp lẫn nhau rồi